Sang đường như chỗ không người, hai thanh niên đi xe máy bị xe buýt đâm ngã sổng xoài. Đang đi trên đường, hai thanh niên bất ngờ rẽ phải với ý định quay xe nhưng không chịu quan sát nên đã bị chiếc xe buýt phía sau đâm ngã ra đường. Đoạn video được camera hành trình của một chiếc xe buýt ghi lại cho thấy khi chiếc xe này đang di chuyển đến một khúc cua, bất ngờ xuất hiện hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy đột nhiên rẽ phải tạt đầu mà không quan sát. Do sự việc xảy ra quá nhanh và tài xế xe buýt đã cố gắng đạp phanh hết mức nhưng vẫn không thể tránh được vụ tai nạn. Sau khi bị xe buýt tông trúng, hai thanh niên đi xe máy văng ra khỏi xe, ngã sổng xoài giữa đường. May mắn là dù bị tông mạnh nhưng có vẻ như cả hai không bị thương quá nặng sau vụ việc. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý nhé.